Đông Phương. Văn Toàn. Không có phạt đền, không có phạt đền. Chúng ta sẽ cùng phải xem lại góc máy làm chậm để xem rằng Sơn Hải đã phạm lỗi với Văn Toàn hay chưa. Có vẻ như phần nào đó cũng đã có tác động của thủ thành bên phía BKM Bình Dương. Xem lại pha bóng này. Cũng rất khó để cho trọng tài Vũ Linh. Cú sút phạt là Công Phượng. Đánh đầu, khá nguy hiểm, bóng rơi qua dọc. May mắn. May mắn cho BKM Bình Dương, tỷ số được mở cho cầu thủ Anh Gia Lai. Người ghi bàn đó là Nguyễn Văn Toàn. Lộn xộn, một pha bóng lộn xộn trước khung thành của BKM Bình Dương. Trước đó thì tưởng như là đội chủ nhà đã gặp may mắn khi pha đánh đầu của đội khách đã đi bóng đúng cột dọc của Sơn Hải. Nhưng sau đó là những sức ép liên tiếp từ các tiền đạo bên phía Hoàng Gia Lai đã tạo điều kiện cho Văn Toàn đá bồi. Và tỷ số là 1-0 cho Hoàng Gia Lai ở phút thứ 36. Khuôn mặt ngỡ ngàng của huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn bên phía BKM Bình Dương sau bàn thua vừa rồi. Bàn thắng thứ 5 của Văn Toàn tại V-League năm nay, và anh đã có số bàn thắng ngang bằng với Nguyễn Tiến Linh. Ta biết rằng ở đầu mùa giải năm nay thì Văn Toàn đã khởi đầu V-League một cách tương đối chật vật. Sau đó thì anh cũng đã có những bàn thắng đầu tiên mang tính chất giải tỏa. Và giờ đã là bàn thắng thứ 5 của Nguyễn Văn Toàn. Thế trận là cân bằng, nhưng thực tế thì Hoàng Gia Lai là đội bóng dứt điểm nhiều hơn và họ cũng đã có những cơ hội nguy hiểm hơn. Cầu thủ đánh đầu ở tình huống bóng đầu tiên đó là Minh Vương. Tình huống tranh chấp rất lập bập, bóng bật ra rất vừa tầm băng vào của Văn Toàn. Nhưng đây là một bàn thắng rất rất xứng đáng dành cho Hoàng Gia Lai. Đáng lẽ ra đây đã phải là bàn thắng cho Minh Vương rồi. Rất đông cầu thủ của hai bên xem tình huống bóng vừa rồi. Minh Vương. Vẫn là Minh Vương. Nguyễn Văn Toàn. Đây là Văn Thành. Công Phượng. Văn Toàn. Không có phạt đền, không có phạt đền. Chúng ta sẽ cùng phải xem lại góc máy làm chậm để xem rằng Sơn Hải đã phạm lỗi với Văn Toàn hay chưa. Có vẻ như phần nào đó cũng đã có tác động của thủ thành bên phía BKM Bình Dương. Xem lại pha bóng này. Cũng rất khó để cho trọng tài Vũ Linh. Không, thực tế là nếu với góc máy vừa rồi thì rõ ràng là Sơn Hải đã chạm vào chân của Văn Toàn. Có thể hiểu được cho sự tiếc nuối đến từ Nguyễn Văn Toàn cũng như là huấn luyện viên Kia Sắt. Hoàn toàn có thể thổi phạt đền cho phó vừa rồi với lỗi của Sơn Hải đối với Nguyễn Văn Toàn. Một góc quay rõ hơn, một góc quay trực diện đã cho thấy là thủ thành bên phía BKM Bình Dương đã có một tình huống cản phá trái phép đối với Văn Toàn ở trong vòng cấm. Khá tiếc cho Hoàng Gia Lai nhưng không sao cả, lúc này đội khách vẫn đang dẫn 1-0. Đỗ Văn Vũ. Thực sự đấy, Công Phượng. Hướng đi bóng xé tăng toang hàng tiền vệ của đội chủ nhà BKM Bình Dương. Có lẽ trọng tài Vũ Linh đã nhận định rằng Văn Toàn đã chủ động ngã. Ngay cả khi thủ thành bên phía BKM Bình Dương là Sơn Hải đã có những tác động.
cơ hội. Dứt điểm, không vào. Người dứt điểm bóng rội cột dọc đó là Nguyễn Tiến Linh. Edison. Tỷ số là 1-1 cho các cầu thủ BKM Bình Dương. Người ghi bàn đó là Wellington. Đúng là một trận đấu rất hay và rất sôi nổi. Niềm vui của ban huấn luyện bên phía BKM Bình Dương. Và thực sự bàn thắng sa bằng tỷ số này cũng là phần thưởng xứng đáng với những gì mà đội chủ nhà đã thể hiện suốt trong thời gian trận đấu diễn ra, đặc biệt là sau khi họ bị Hoàng Gia Lai dẫn bàn. Bàn thắng thứ 3 của Wellington tại V-League năm nay. Cũng là một tình huống áp sát không kịp thời đến từ Mauricio. Niềm vui của các cổ động viên BKM Bình Dương. Xem lại pha bóng này. Tình huống phòng ngự trước đó của Văn Thanh là không thực sự hợp lý khi anh đã không thể đối đầu được với Wellington. Tình huống dứt điểm của tiền đạo bên phía BKM Bình Dương, bóng đã đập chân của Mauricio đổi hướng và gây rất nhiều khó khăn cho thủ thành Tuấn Linh. Hai phút bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Với mục tiêu cao đẹp, chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19. Lần đầu tiên tại Việt Nam, chuỗi sự kiện đặc biệt kết hợp của bóng đá, âm nhạc và giải trí cùng thông điệp True Love, tình yêu đích thực hướng tới tương lai sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh để gây quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. True Love là sự kiện bạn không thể bỏ lỡ trong tháng 9 này, với tâm điểm là trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Việt Nam All Star và câu lạc bộ huyền thoại Borussia Dortmund ngày 28/9/2022 trên sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Vé xem trận đấu sẽ được mở bán vào ngày 15/9/2022 tại Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Được đồng tổ chức bởi công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Phòng Công nghiệp Thương mại Đức tại Việt Nam. Các tổ chức cá nhân mua vé đến sân hoặc ủng hộ trực tiếp qua số tài khoản 2200 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Sở Giao dịch 1 là chung tay giúp đỡ các trẻ em mồ côi khó khăn do đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có một tương lai tươi sáng hơn. Thông tin chi tiết về chương trình có tại www.chiendichchulap.vn.